Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bộ nhôm sinh dĩ mạ vàng Acelo nha. Xích 102 nha các bạn. Và đây là bên trong của nó nè. Đây là xích. Đẹp xuất sắc luôn mọi người nha. Đây là nhôm 142 lỗ nha. Cái này dùng nhôm của Đà Rim nha. Và in chữ yêu quốc Thái luôn mọi người. Còn đây là dĩa của nó nè. Đây một bộ nó đóng khung là như vậy nha các bạn. Bên ngoài là nó có chữ S.